Vâng, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh xem bóng đá là cổ tiền của mình. Thì hôm nay mình sẽ nhận định về trận đấu tâm điểm của Ngoại hạng Anh cuối tuần này. Vâng, thì trận đấu giữa Manchester City và Manchester United, trận derby thành Man thì luôn luôn nóng các bạn nhé. Trước khi đi vào nhận định chính của trận đấu này thì mình xin chúc mừng tất cả những anh em trong nhóm Zalo của mình. Ngày hôm qua đã ăn 4 trên 5 kèo đấu mình đưa cho mọi người. Anh em nào chưa kết bạn với Zalo của mình thì hãy nhanh tay kết bạn với số Zalo của mình 0867551617 để mình đưa ngay vào nhóm nhận kèo bóng miễn phí hàng ngày các bạn nhé. Để tất cả anh em không phải đợi chờ lâu nữa thì mình sẽ đi luôn vào cái nhận định chính của trận đấu này. Vâng, thì ở trận đấu này các cầu thủ Manchester trong thời gian vừa qua thì đã quay trở lại và đang có một cái phong độ thi đấu ở gần đây thì khá là ổn. Tuy rằng là trận trong cái vòng đấu xảy chân trước Newcastle, nhưng nếu như bây giờ Manchester mà họ không nỗ lực thì họ sẽ phải rất chật vật để vươn lên cái vị trí giành giành để suất để dự cúp châu Âu, ngay cả một suất dự C2 thì họ cũng phải cố gắng hết sức mình. Vâng, còn nửa xanh còn lại của thành Manchester thì đó là các cầu thủ của Manchester City thì đang thi đấu khá là ổn định, khi mà hiện tại họ đang có vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng tổng sắp của Ngoại hạng Anh tính đến thời điểm này. Họ đang đứng dưới các cầu thủ Liverpool và Leicester City. Vâng, thì Leicester City với phong độ hiện tại thì chắc chắn là ở cái mùa giải năm nay thì họ sẽ tiếp tục duy trì cái chuỗi trận thắng của mình và sẽ có thể cạnh tranh với cái chức vô địch với cả Liverpool. Khi mà các cầu thủ Liverpool trong thời gian gần đây thì đang có dấu hiệu là thi đấu đang khá là trùng xuống. Về trận đấu này thì Manchester United hiện tại thì đang đứng ở cái vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, và trong 5 trận đấu gần đây nhất ở giải Ngoại hạng thì họ chỉ có chuỗi trận đó là 2 thắng 2 hòa và 1 thua. Còn về phía các cầu thủ Manchester City thì họ đang có chuỗi trận 5 trận 1 thắng, 1 hòa, 1 thua và 3 chiến thắng. Ở cái về lịch sử đối đầu và phong độ gần đây thì mình cũng đã nói đến là trong 9 trận đấu gần đây nhất thì các cầu thủ Manchester United thắng 2, các cầu thủ Manchester City thắng 2, United thắng 1 và 2 đội dừng nhau với lại 6 trận hòa các bạn nhé. Có lẽ như là các trận derby thì dừng lại ở một cái kết quả hòa rất là cao. Còn đây là cái phong độ trong 10 trận đấu gần đây nhất của các cầu thủ Manchester City thì họ có 6 chiến thắng, 3 hòa và 1 trận thua. Còn về phía các cầu thủ Manchester United thì ở trong 10 trận đấu gần đây nhất thì họ có 6 chiến thắng, 2 hòa và 2 thua. Ở trận đấu này với lợi thế trên sân nhà thì Manchester City được nhà cái đánh giá rất là cao và chấp 1.5. Vậy thì liệu rằng đấu này có thể ai chiến thắng dành cho Manchester City hay không, thì ở trận đấu này mình sẽ chọn đi kèo Manchester United cửa dưới và mình chọn một kèo tài 3 hòa. Lý do thì có thể giải thích một cách rất đơn giản là Manchester United đang quay lại với một phong độ cũng khá là ổn định, và những trận derby thì thành Manchester thì cái tỷ số quá cao dường như là không có. Và trận đấu này khi mà cả hàng thủ của Manchester City và Manchester United đang thi đấu không được chắc chắn cho lắm thì mình sẽ chọn thêm một kèo tài. Vậy là ở cái trận đấu này mình chốt với tất cả mọi người là mình sẽ đi Manchester United cửa dưới cùng với một kèo tài 3 hòa các bạn nhé. Ở trong thời gian vừa qua thì cũng đã đẩy cho anh em rất là nhiều kèo và anh em đã ăn full rất là nhiều rồi, thì cũng mong anh em hãy luôn luôn theo dõi kênh, ủng hộ kênh và hãy để lại cho mình một like, một share và một đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở cái video lần sau.